Một trong những giải pháp để giảm lượng khí thải phát tán ra môi trường ngoài những chiếc xe điện mà ngành công nghiệp ô tô đang thúc đẩy, đó chính là xe hydro. Tuy nhiên không hiểu vì sao loại xe này lại rất im hơi lặng tiếng. Nhưng một nhóm người dùng xe hydro ở California, Mỹ đã khiến loại xe này gây chú ý gần đây khi đâm đơn kiện Toyota và mẫu Mirai vì tội độc quyền. Theo đó, nhóm người dùng này đã ủng hộ mẫu xe của Toyota nhưng lại đâm đơn kiện hãng xe Nhật Bản vì họ không được nạp nhiên liệu tại chính trạm nhiên liệu do bang phát triển, dù nó đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, nhóm người dùng này cũng tố giác những sự thật của loại phương tiện này không đúng như quảng cáo và làm bộc lộ những yếu điểm của xe hydro so với xe điện. Vậy trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi làm rõ câu chuyện của Toyota và màn so kèo giữa hai loại phương tiện xanh. Một lần nữa, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotop VN. Kể từ năm 2015, 3 chiếc xe chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên đã được chào bán từ 3 hãng xe khác nhau là Honda, Hyundai và Toyota. Lần lượt là 3 mẫu Clarity Fuel Cell, Nexo SUV và Toyota Mirai. Tuy nhiên, kết quả không xuất sắc như xe điện. Honda hiện đã ngừng sản xuất tất cả các mẫu xe hydro và cho đến nay, Hyundai mới bán được ít hơn 1.500 chiếc Nexo SUV. Dù vậy, chỉ có duy nhất Toyota Mirai là vẫn tồn tại được tới 2 thế hệ tại Mỹ với doanh số cao nhất tới 10.700 chiếc. Có lẽ điều này được thừa hưởng nhờ vị thế của thương hiệu mẹ Nhật Bản. Nhưng đáp lại sự yêu mến của nhóm khách hàng tại California, nơi ghi nhận doanh số cao nhất của mẫu Mirai, Toyota lại bị kiện vì tội độc quyền chạm sạc năng lượng cho những chiếc Mirai. Những người này tập trung vào câu chuyện về một trạm nhiên liệu hydro sạch được xây dựng vào năm 2010 bởi Đại học bang California tại Los Angeles, với một khoản tài trợ từ chính quyền tiểu bang và khách hàng chính là những người sử dụng xe hydro của Toyota. Tuy nhiên, dù trạm tiếp hydro này được cho là đáp ứng đầy đủ các quy định do tiểu bang đặt ra, nhưng vẫn không được Toyota đưa vào danh sách hệ thống trạm sạc của mình với đủ mọi lý do. Thương hiệu Toyota bị cáo buộc áp đặt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với cơ sở này, khiến cơ sở này không được phép hoạt động, mặc dù cơ sở này đáp ứng mọi quy định bắt buộc khác của chính quyền nơi đây. Thương hiệu Toyota bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng của mình để xóa trạm khỏi trang web. Đối tác pin nhiên liệu Hydro mà nhóm luật sư của nguyên đơn tuyên bố là một thực thể bán chính phủ, thực sự do Toyota điều hành. Trên thực tế là ngăn chặn trạm này phục vụ công chúng. Thương hiệu Toyota không chỉ kìm hãm sự cạnh tranh mà còn khiến tiền đóng thuế của người dân bị sử dụng sai mục đích. Ngoài ra, Toyota còn bị cáo buộc thường xuyên sử dụng nguồn cung cấp hydro từ nhiên liệu hóa thạch, chứ không phải từ nước tinh khiết như phương pháp mà Đại học bang California áp dụng. Trước đó vào tháng 7, Toyota cũng bị các chủ sở hữu xe Mirai tại Mỹ kiện vì đã đưa ra các thông tin không chính xác về quãng đường di chuyển khả dụng của xe. Các nguyên đơn đã nêu ra tình trạng thiếu hụt các trạm hydro đang hoạt động và chi phí nhiên liệu hydro ngày càng cao. Các chủ xe và khách thuê cho biết, họ thường phải lái xe một quãng đường dài mới tìm được trạm tiếp nhiên liệu hydro. Ngay cả khi đến được trạm hydro, việc bơm nhiên liệu cũng chưa chắc đã thực hiện vì các vấn đề như hỏng thiết bị bơm, thẻ nhiên liệu không tương thích. Nhiều tài xế bị mắc kẹt giữa đường vì hết nhiên liệu, buộc phải gọi xe cứu hộ và sử dụng tạm thời xe khác. Các nguyên đơn còn cho biết, tình trạng thiếu trạm hydro và giá nhiên liệu hydro ngày càng cao khiến chi phí sử dụng xe của họ tăng tới 200% trong vài năm qua, từ $13 trên một cân vào năm 2022 lên khoảng $36 trên một cân vào năm 2024. Điều đó có nghĩa là thẻ nhiên liệu trị giá $15.000, khoảng 375 triệu đồng mà thương hiệu Toyota tặng cho họ như một khoản khuyến khích mua hàng với tuyên bố rằng nó sẽ cung cấp cho họ 5 năm nhiên liệu miễn phí, thực tế không kéo dài lâu như vậy. Đầu năm nay, Shell đã thông báo đóng cửa 7 trong số 55 trạm hydro tại California do vấn đề thiếu hụt nguồn cung. Điều này khiến việc sử dụng xe của những người sở hữu xe hydro trở nên phức tạp hơn. Nhiều chủ sở hữu cũng phàn nàn rằng phạm vi 357 dặm, 575 km và 402 dặm, 647 km của Toyota Mirai Limited và XLE là hoàn toàn không thực tế và phạm vi thực tế thường thấp hơn 100 dặm, 160 km. Tất cả những điều đó đã khiến giá trị của một chiếc Mirai chỉ còn 19% so với giá trị ban đầu sau 5 năm sử dụng.
Đầu năm nay, thương hiệu Toyota đã giảm giá 40.000 đô la, khoảng 1 tỷ đồng cho một chiếc Mirai trị giá 67.000 đô la, khoảng dưới 1,7 tỷ đồng, khiến nó gần như có giá cả phải chăng ngang với một chiếc Toyota Corolla. Nhưng đó mới chỉ là một trong số nhiều thực tế được phơi bày của xe Hero khiến loại phương tiện này tụt hậu hơn so với xe thuần điện. Cả xe điện và xe Hero thường được gọi là xe pin nhiên liệu hoặc FCV, đều sử dụng động cơ điện để cung cấp năng lượng cho bánh xe. Nhưng cách lưu trữ hoặc sản xuất điện này là điểm khác biệt chính. Xe điện hiện đại bao gồm một dãy pin lithium-ion đặt dưới sàn xe, truyền năng lượng từ các bánh xe. Những chiếc xe này cung cấp năng lượng sạch và không phát thải khí độc hại vào môi trường. Loại nhiên liệu thay thế này tốt hơn cho môi trường so với các loại xe chạy bằng động cơ đốt trong. Trong khi đó, lợi ích chính của những chiếc xe sử dụng nhiên liệu Hero là không tạo ra chất ô nhiễm khi đốt cháy nhiên liệu. Ở trạng thái tự do, Hero tinh khiết H2 kết hợp với oxy O2 trong quá trình đốt cháy để tạo ra thành nước. So với xe FCV, xe ô tô chạy bằng pin, đặc biệt là pin lithium-ion, có thể tiết kiệm chi phí hơn và cho phép các nhà sản xuất xe hơi đạt được cả hai mục đích, đáp ứng quy định khí thải và thu được lợi nhuận. Và kết quả là các hãng xe bắt đầu ưu tiên nghiên cứu và phát triển công nghệ pin ô tô điện thay vì pin nhiên liệu hydro. Các xe chạy bằng hydro thực chất cũng hoạt động nhờ dòng điện, thông qua việc phân tách electron khỏi phân tử hydro trong quá trình phản ứng với oxygen. Vậy, để hoạt động các xe FCV cần có một cơ chế cung cấp hydrogen dạng lỏng cũng như các trạm bơm nhiên liệu. Tuy nhiên, năng lượng này không duy trì được khả năng vận hành cũng như sức bền của mỗi chiếc xe cùng một loạt vấn đề khác. Điều này đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không có đủ cơ sở hạ tầng, xe Hero sẽ không thể phù hợp để bán cho thị trường đại chúng, bất kể chúng sạch, yên tĩnh và hiệu quả như thế nào. Thật không may, các quy trình công nghiệp để tạo ra Hydro cũng gây những tác động ô nhiễm môi trường. Cách phổ biến nhất để tạo ra Hydro trong công nghiệp là thông qua quá trình dùng hơi nước ở nhiệt độ cao phản ứng với nhiên liệu hydrocarbon, chẳng hạn như khí tự nhiên để tạo ra Hydro và carbon monoxid CO. Mặc dù có thể thu hồi, lưu trữ carbon, nhưng toàn bộ quá trình xử lý vẫn có thể làm ô nhiễm các nguồn nước. Theo Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Hoa Kỳ, chi phí thiết lập một trạm tiếp nhiên liệu Hydro thường vào khoảng 2 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với chi phí để thiết lập các trạm sạc xe điện. Chi phí cao này là do công nghệ phức tạp cần thiết để lưu trữ và phân phối Hydro một cách an toàn. Điều này dẫn đến các cơ sở hỗ trợ cho quá trình Hydro hóa vẫn chưa được phổ biến. Lấy Trung Quốc làm ví dụ, tính đến tháng 1 năm 2021, số lượng cơ sở hạ tầng sạc điện ở Trung Quốc là 1,716 triệu, và số lượng trạm sạc công cộng đạt 810.903 trạm. Ngược lại, các trạm tiếp nhiên liệu Hydro tính đến cuối năm 2020 chỉ có 104 trạm. Tại Mỹ, số lượng trạm tiếp nhiên liệu Hydro cũng khá hạn chế. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến năm 2023, cả nước mới chỉ có 59 trạm. Điều này chắc chắn hạn chế rất nhiều sự phổ biến của các phương tiện chạy bằng Hydro. Một vấn đề cố hữu của xe Hydro vẫn chưa thể giải quyết được so với xe điện, đó chính là giá thành của bộ pin. Dù cùng mục đích là tích trữ năng lượng, nhưng việc chế tạo các bộ pin nhiên liệu Hydro đòi hỏi quá trình phức tạp và chi phí sản xuất cao. Chỉ một số công ty hoàn toàn làm chủ được quy trình sản xuất. Điều này làm tăng chi phí sản xuất xe chạy bằng pin nhiên liệu Hydro. Theo dữ liệu từ S&P Global, tính đến năm 2024, chi phí sản xuất hydro xanh có thể dao động từ 3 cho đến 6,55 đô la trên một cân. Chi phí cao này khiến nhiên liệu hydro kém cạnh tranh hơn, trong khi chi phí pin lithium-ion đang ngày càng rẻ hơn. Lấy ví dụ về giá bán, chiếc xe ứng dụng công nghệ này đang hiện bán trên thị trường là Toyota Mirai, có giá 50.000 đô la, gần 1,4 tỷ đồng, trong khi các mẫu xe cùng phân khúc có mức giá thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, hiệu suất của pin nhiên liệu Hydro cũng không thể tối ưu như xe điện. Pin nhiên liệu Hydro thường đạt tỷ lệ hiệu suất khoảng 40-60%, nghĩa là một phần đáng kể năng lượng được tạo ra trong phản ứng Hydro oxy bị mất đi dưới dạng nhiệt, khoảng 40-60% còn lại. Tỷ lệ hiệu suất này thấp hơn so với hiệu suất 80-85% trên các mẫu xe điện sử dụng pin truyền thống. Hiệu suất thấp hơn của pin nhiên liệu Hydro dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng cao hơn và chi phí tăng trong suốt vòng đời của xe. Một trong những lợi thế lớn nhất của xe chạy bằng Hydro là khả năng tiếp nhiên liệu nhanh, thường chỉ mất vài phút,
nhanh hơn đáng kể so với thời gian sạc của xe điện truyền thống. Mặc dù các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu hydro có những lợi thế nhất định so với các phương tiện truyền thống, song chúng vẫn tồn tại nhiều bất lợi. Những vấn đề này cản trở sự phát triển của các loại xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro, và cho tới hiện tại, các phương tiện chạy bằng hydro đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua năng lượng mới. Thông tin bên lề liên quan tới loại phương tiện sạch của Toyota. Hãng không chỉ bị đâm đơn kiện ở Mỹ, thậm chí còn bị tẩy chay tại Thế vận hội Paris 2024. Một nhóm gồm 120 nhà khoa học, kỹ sư, học giả đã viết thư ngỏ lời kêu gọi ban tổ chức của Thế vận hội Paris loại bỏ nhãn hiệu Mirai của Toyota trong tư cách phương tiện chính thức của Thế vận hội. Nhóm phản đối đưa ra lý do rằng chiếc xe chạy bằng hydro làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn xanh của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Ô tô chạy bằng hydro không thải ra lượng carbon nào ở ống xả, nhưng 96% lượng hydro trên thế giới vẫn được lấy từ nhiên liệu hóa thạch như khí metan. Điều đó khiến hầu hết ô tô chạy bằng hydro gây ô nhiễm hơn nhiều so với ô tô chạy bằng pin hoặc xe điện, và chỉ sạch hơn một chút so với ô tô chạy bằng động cơ đốt trong truyền thống. Toyota đang cung cấp đội xe chính thức của Thế vận hội mùa hè Paris diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, bao gồm 500 chiếc xe Mirai và 10 xe khách chạy bằng hydro, cùng với 1.150 chiếc xe điện để đưa đón các vận động viên đi khắp nơi. Hãng cho biết, xe Mirai chạy bằng hydro có nguồn gốc từ nước và chất hữu cơ, được tạo bằng các nguồn tái tạo. Nhưng các tác giả của bức thư vẫn phản đối việc quảng cáo chiếc xe này, bởi vì trên thực tế, người tiêu dùng mua Mirai gần như chắc chắn sẽ chạy nó bằng hydro có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch làm nóng hành tinh. Bức thư nói trên là lời chỉ trích mới nhất đối với Toyota. Hãng đã phải đối mặt với sự phản đối nhằm vào chiến lược đa hướng để khử carbon cho các phương tiện của mình. Các nhà phê bình cho rằng Toyota đã tập trung quá ít nỗ lực vào xe điện. Và đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn. Rất mong nhận được sự ủng hộ thông qua like, share, subscribe cũng như chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.